ra mắt ngày mùng 7 tháng 8, hãng điện tử Hàn Quốc Samsung nhiều khả năng giới thiệu Galaxy Note 10 trong sự kiện Unpacked này. Sự kiện được tổ chức tại trung tâm Barclays, Brooklyn, New York. Đây cũng là nơi công ty ra mắt Note 9 năm 2018. Thư mời gửi đến phóng viên xuất hiện bút cảm ứng màu đen và một thứ dường như là ống kính máy ảnh trên nền trắng. Tin đồn gần đây cho thấy bút pen đi cùng Note 10 có thể trang bị camera riêng. Trong khi tin đồn khác nói Note 10 sẽ có 4 camera sau, dòng Galaxy Note tuy không bán chạy bằng dòng Galaxy S. Nhưng mẫu smartphone màn hình lớn này lại có lượng người dùng trung thành, nó cũng là nơi Samsung thử nghiệm các công nghệ điện thoại tiên tiến nhất, ra đời năm 2011, chiếc nốt đầu tiên mở ra kỷ nguyên của màn hình cỡ lớn trên di động. Màn hình 5.3 inch khi đó đã trở thành nhỏ so với tiêu chuẩn ngày nay, khi mà nốt 9 dùng màn hình 6.4 inch còn iPhone XS max là 6.5 inch, nốt 10 trình làng đúng vào thời điểm, Samsung và các hãng khác đối mặt với tăng trưởng chậm trên thị trường smartphone, giá thiết bị mới ngày một tăng nhưng tính năng không có gì đổi mới rõ rệt. Điều đó đồng nghĩa người dùng đang giữ thiết bị lâu hơn trước đó. 5G và các thiết kế mới như màn hình gập thắp lên hy vọng thổi bùng sự sống cho ngành công nghiệp smartphone nhưng đến nay chưa thành công. Galaxy Fold, mẫu smartphone gập đầu tiên của Samsung, đã phải lùi ngày phát hành vì phát sinh lỗi màn hình trên các thiết bị gửi đến cho phóng viên trải nghiệm, chưa rõ khi nào nó mới được bán cho người dùng.